Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Nhà Máy TV. Rất vui được gặp lại cô bác anh chị. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về một căn nhà gác lửng tại thành phố Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Đây là một mẫu nhà chúng tôi không thi công nha quý vị. Một công trình chọn gói nhưng mà Nhà Máy TV không liên quan. Mà không liên quan thì tại sao tôi có mặt ở đây rồi để chia sẻ thì câu chuyện khá là dài. Trước mắt thì tôi muốn quý vị và các bạn tìm hiểu về căn nhà này trước nha. Đây là một mẫu nhà gác lửng xây trên diện tích là 67m², ngang 4m rưỡi và chiều sâu là 15m, được thiết kế là 3 phòng ngủ. Ở công trình này á, đây là nhà gác lửng hiện đại nha quý vị, của chị Kim Anh tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đây là một công trình trọn gói hoàn thiện tất tần tật như vậy luôn. Và cũng hé lộ một chút xíu, đây là mẫu nhà do Nhà Máy TV thiết kế. Nhưng mà tại sao chúng tôi không thi công thì tôi sẽ chia sẻ sau. Ở công trình này quý vị, ở phía trước này chúng tôi sẽ xây cái phần tường này nè, để nó lõm vô và tạo cái nét đường cong rất là nhiều. Cái thường thường những cái công trình mà cái đường cong như vậy rất là khó xây dựng nha quý vị, và nó khá tốn nhiều công. Đây là bên này nè. Và mặt tiền á là sơn hiệu ứng luôn. Trên đó là cái lam giả gỗ. Phía trên cái lam giả gỗ sẽ tạo một cái mái che. Cái mái che đó là mái kính luôn quý vị, là mái trang trí cũng như là che cái phần hát xuống. Che thì che ít thôi chứ che không có nhiều đâu, tại vì nếu làm lớn quá nó sẽ che cái phần mặt tiền. Ở phía trước cũng là nhôm kính sinh pha. Đây, đây cũng là sơn hiệu ứng luôn nha quý vị nha. Và căn nhà này độc đáo hơn là như vậy, khi thiết kế sẽ trượt khoảng 1m rưỡi để làm cái lối đi bên hông và có một cái ban công rất là đẹp. Đây, phần ban công nằm ở tầng lửng ra rất là đẹp nha quý vị, nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà khá là hiện đại. Cộng thêm đó là cái phần sơn hiệu ứng nó làm nổi bật cái ban công lên. Phần ban công đó là cho một cái phòng ngủ bên hông để đi ra cũng như là tận hưởng cái không gian đó quý vị. Lô đất này chiều ngang của nó khoảng tầm đâu đó gần 6m á, thì cái nhà thiết kế là khoảng tầm 4m rưỡi x 15, 67m², thiết kế 3 phòng ngủ. Và nội thất cũng như là những gì liên quan tới công trình này là hoàn thiện đầy đủ luôn. Nhà Máy TV không thi công vì sao thì tôi sẽ chia sẻ sau đây nha. Nào, xin mời quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan chi tiết về một căn nhà, một công trình mà chúng tôi không thi công. Thì nếu như không thi công thì hôm nay tôi có dịp tham khảo, tôi cũng như quý vị và các bạn thôi. Chia sẻ câu chuyện như thế này quý vị, Nhà Máy TV nhận được rất nhiều lời đề nghị để xây những cái công trình trọn gói cho khách hàng. Thì đây là một trong những số đó, nhưng mà vì lý do trục trặc giấy tờ cũng như xin phép xây dựng ở địa phương thì phải hoãn lại. Cô chú gia đình ở đây á, là gia đình của chị Kim Anh, nó phải về trở về Mỹ nên thành ra sẽ không kịp để xây nhà và không có ai coi, nên thành ra là Nhà Máy TV không còn cách nào khác bèn phải giới thiệu một cái đối tác của Nhà Máy TV ở khu vực Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nha quý vị nha. Câu chuyện nó sẽ dài hơn chút xíu, hy vọng mọi người, những anh chị cố gắng nghe tôi trao đổi thêm chút xíu. Thì ở công trình này chúng tôi phải để cho đối tác xây dựng và làm việc với chủ nhà là: cô ơi, hãy thông cảm cho con không thể nào xây kịp, tại vì trong cái thời gian mình đợi chờ thì Nhà Máy TV phải nhận những cái công trình khác rồi nên không thể nào xây được, đành phải nhờ đến đối tác. Đối tác sẽ làm việc và trực tiếp thầu chọn gói công trình này như Nhà Máy TV như vậy nha. Như Nhà Máy TV thì những cái sản phẩm hoàn thiện nó như thế nào thì tôi cùng quý vị và các bạn cùng kiểm chứng. Và anh chị có bác nào ở các tỉnh từ Đồng Nai mà là thành phố Long Khánh này trở về Bình Thuận, nếu như có yêu cầu muốn xây dựng và xem cái mẫu này, nếu cảm thấy ok thì hãy liên hệ với Nhà Máy TV. Chúng tôi sẽ hỗ trợ như để đối tác là một đơn vị mới của Nhà Máy TV thi công những công trình vậy. Tại vì quý vị biết sao, chúng tôi có nhiều công trình phải thi công hoàn thiện và chúng tôi chỉ làm vừa đủ, thành ra là không dám nhận nhiều quý vị. Nhận nhiều là mình sẽ làm kiểu như mình kéo dài thời gian, mất thời gian của khách hàng, nên mình không có dám. Chúng tôi chỉ nhận vừa đủ và làm xong thì sẽ nhận các năm sau thôi. Thì hy vọng những khách hàng mà muốn chúng tôi thi công, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi vẫn đứng coi bình thường nha quý vị, vẫn có kỹ sư giám sát và chúng tôi sẽ thiết kế những mẫu này. Anh chị cô bác nào cần thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta xem cụ thể nha. Ở công trình này Nhà Máy TV thiết kế nhưng không thi công thì tôi phải nói về cái phương án là chúng tôi là cái bên trung lập đi. Thì đây, công trình này á, thiết kế trên cái diện tích là 67m² và những cái form mẫu thì nó sẽ khác những cái mẫu mà chúng tôi đã xây. Thì ở công trình này á, phần tầng lửng vẫn là đây nha quý vị, nhưng chỗ này không phải là bếp mà khách hàng sẽ sử dụng là phòng ngủ luôn. Thì khi đó thiết kế thì chúng tôi sẽ tạo cái vách âm tường này nè để cho nó đỡ chán mắt á quý vị, tại vì nếu như chúng ta xây một bức tường này nè, nó sẽ bí lắm.
những cái nhà mình nó không có cái chiều sâu, thành ra là sẽ thiết kế thêm cái khoảng không gian âm tường vậy. Và đây là cái nội thất hoàn thiện, cơ bản là công ty đối tác của nhà máy TV xây thì cũng khá là ok. Mẫu mã thì chúng tôi đã thiết kế rồi thì cái màu tuyệt vời được. Và những cái chi tiết hoàn thiện như đây là phần này là giấy dán tường nhưng mà nó giả sơn hiệu ứng. Phần này cũng là phần nhựa giả gỗ, khá là đẹp, sắc nét. Chỗ này là cái chỗ mà theo thiết kế là sẽ để sofa quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu phía sau này nha quý vị, tại vì chúng ta sẽ có một cái không gian riêng khi mà chúng tôi thiết kế là sẽ, thay vì bếp đây thì họ muốn là phòng ngủ trước, bếp để ra phía sau, tại vì đất phía sau vẫn còn và cái không gian bên hông nó vẫn còn rộng á. Nào chúng ta cùng xem nha. Nói chung là để review một sản phẩm mà không xây dựng mà mình thiết kế thì nó hơi lỡ cỡ chút xíu, nhưng cũng cố gắng quý vị, có gì thì mọi người bỏ qua nha, tôi cũng không quá cái ngôn từ đâu. Về một cái phòng ngủ này thì rộng rãi, chúng tôi thiết kế rộng rãi. Và ở đây thì họ nha quý vị, họ là một đối tác thì tôi sẽ là một người trung lập đi. Ở đây là dán bằng giấy nè, đẹp. Và điểm ok ở đây là tôi thấy chỗ này thì họ thay vì thường thì chúng tôi sử dụng đá này á, là cái nẹp thay cho cái chỉ nha quý vị, mình sẽ dán sau này thì nó thẩm mỹ hơn, thẩm mỹ hơn. Nhưng mà thường cái này thì đa số dùng cho những cái sàn gỗ. Làm vậy thì thứ nhất nó tiết kiệm công sức, hai nữa là nó sẽ đẹp, cái chi phí nó cũng đội lên chút xíu. Tại vì một mét như vậy nữa quý vị, khoảng đâu đó 175.000, thì cứ khúc vậy là 200.000, mà làm toàn bộ nhà thì cũng nhiều á. Ở đây thì cũng làm một cái tủ phun trần luôn, chất liệu gỗ thì cũng giống như nhà máy TV thi công, đẹp. Và cũng may mắn là cô chủ nhà ở đây đồng ý phương án là nhà máy TV sẽ giới thiệu giúp, còn nếu như mà chủ nhà không đồng ý thì chúng tôi cũng không dám đâu quý vị, không dám để một đơn vị khác thi công đâu, tại vì uy tín của mình phần nữa là quan trọng, cái công ty đó họ thi công ok không, có giống như nhà máy TV không. Và tôi cam kết với cô là một điều là nhà máy TV sẽ cố gắng tham mưu cho cô để cái nhà nó hoàn thiện hơn, tại vì chúng tôi không có thể nào xây dựng được mà cũng chẳng muốn để khách hàng phải mất quyền lợi, thành ra cũng cố gắng đứng ra, như có vấn đề gì tại công trình thì cô cứ gọi cho con thì con sẽ góp ý anh em làm sao cho nó đẹp. Thì ở đây thì tối ưu quý vị, à chỗ này nếu như đúng ý tưởng của nhà máy TV là như vậy quý vị, chúng tôi cố tình làm cái phần lõm này nè là để cái tủ, nhưng mà cái tủ này thì không bao nhiêu tiền đâu, quan trọng là không biết là chủ nhà có sử dụng hay không, hoặc là đơn vị công ty có lắp đặt hay không thôi, tại vì trong chi phí chọn gói là không có, nó nằm trong cái gói tặng thì tùy, chắc có thể là bên công ty họ tặng cái món khác. Ở đây thì cửa là cũng là cửa nhựa ABS cũng đẹp, cái màu này là nó hơi tối thì so với những cái màu này thì nó phù hợp, nếu mà chúng ta đưa những cái màu trắng vô thì nó không có cân đối đâu, nhưng mà ổn ok. Và bây giờ chúng ta xem bếp nha. Như đã nói thì khi thiết kế công trình này chúng tôi cũng cố gắng làm sao cho nó hoàn thiện để họ có một cái không gian, tại vì do là đa số những cái căn nhà tầng lửng chúng ta sẽ làm bếp trong cái phòng ngủ thì chỗ này nó thoáng này, nó đẹp, nhưng mà chủ nhà muốn để cái phòng này lên trên và đưa bếp ra sau cho nó tiện hơn. Thì ở bên hông như hồi nãy có nói là chừa 1,5 mét thì mở cửa ra đây nè quý vị, và trên này có một cái ban công, nó vừa là cái mái che luôn nha, rất là đẹp đó. Dưới này thì sẽ thiết kế nhà vệ sinh ở đây. Những thiết bị hoàn thiện như đây, kệ lavabo ok được, cái này ok được, và cái vách ngăn tấm kính thì như trao đổi ban đầu tôi có làm việc với chủ nhà thì họ cũng không muốn sử dụng kính, họ muốn liền luôn như vậy luôn. Thứ nhất là nó bền, thứ hai nó là họ sợ kính cường lực á, nó sẽ bị nứt, bị hư, bị bể gì đó, cũng được, tùy nhu cầu thôi quý vị. Ở đây gạch ta thì sử dụng là gạch 30-60 ốp lên phun trần luôn, và trang trí cách đều như vậy, từng sọc sọc cũng được. Cái cửa này cũng hay đẹp, nó có những cái chỉ mà rất là đẹp. Và đây là nhà bếp rộng rãi. Nếu như anh chị cô bác nào mà thích những cái mẫu nhà tầng lửng mà bếp để ra phía sau thì đây là một trong những mẫu mà quý vị anh chị lưu ý nha, và xem tham khảo. Thì chắc chắn rồi, nhà máy TV sẽ cùng với đối tác gửi cái bản vẽ này cho mọi người tham khảo. Bên cạnh đó thì anh chị nào cần xây dựng thì hãy liên hệ sớm nha, để tôi sẽ hỗ trợ giúp cho. Và thông tin công ty cũng như thông tin chủ nhà sẽ minh bạch rõ ràng nha quý vị. Thật sự rất nhạy cảm về một cái công trình mà chúng tôi thiết kế xong rồi để một đơn vị khác thi công. Công trình này có ý kiến của chủ nhà và nói thẳng là nhà máy TV xin lỗi cô không làm được, và chắc có thể là hủy hợp đồng thôi, và chúng tôi sẽ hoàn tiền lại, tại họ đặt cọc rồi. Nhưng mà cô không muốn, cô nói là con còn công ty nào khác không, hãy giới thiệu cho cô để làm công trình của cô, chứ bây giờ cô không biết công ty nào,
nên là thành ra là sản phẩm này hoàn thiện là như vậy. Chỗ này cũng để trống luôn, để tủ lạnh hai cánh rộng rãi luôn, cao thoáng, chất liệu gỗ ok, màu được. Nhưng mà ý kiến cá nhân nha quý vị, tôi review một cái sản phẩm không phải là của người khác xây dựng mà tôi chê, nhưng mà nếu tôi thì tôi sẽ sử dụng một cái màu gỗ nó khác hơn một chút xíu, tại vì nó cũng là gỗ thôi nhưng mà nó sẽ là ấm áp hơn một chút. Chỗ này thì màu bếp đá, kim sa màu đỏ nè, theo phong thủy chủ nhà muốn, kính màu xanh ok đẹp phun trần luôn. À chỗ này à, khi thiết kế có một cái giếng trời nha quý vị nha, nó có hay lắm, nó có một cái giếng trời trên này nè, đó to hơn, nhưng mà chắc là khi sử dụng á chủ nhà muốn bóp lại nên thành ra nó còn khoảng nằm chắc là khổ 60-60, chứ rất là chứ bình thường là chúng tôi thiết kế trên bản vẽ mà quý vị nhận nó khá là to. Ở đây một cái quạt có hệ đèn luôn, và phía sau này có thêm một cái không gian sân sau. Sân sau này thì sẽ để làm gà làm vịt ăn tiệc nè. À chỗ này có một cái tủ để máy giặt nè quý vị, họ đóng cũng hơi hoành tráng đây, để máy giặt để đồ ở đây, một cái tủ. Thường thì chúng tôi hồi nãy tôi lên đây gặp chủ nhà tôi có nói là thường nếu mà nhầm với tivi làm thì sẽ ăn bớt khúc này nè, ít đóng đó. Nhưng mà bên này thì họ đóng hết cho khách hàng đầy đủ luôn, cũng ok, sử dụng tiện nghi, để đồ đạc được nhiều lắm quý vị. Và phía sau này là không gian này mở cửa được nên là lấy thoáng rất là ok. Phần này phần trong cái chi phí phát sinh của cái sân sau nha quý vị. Còn anh chị cô bác mà nhận bản vẽ thì chắc chắn là nó sẽ không có cái này đâu, nó sẽ có đầy đủ như vậy. Gạch ở đây là đá bóng kính nè, khổ 80-80, vân mây dạng màu xám rất là đẹp. Ở tầng trệt này sẽ có phòng khách nè, phòng ngủ, nhà vệ sinh, và đây là bếp, cộng thêm hành lang bên hông khoảng tầm 1,5 m. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trên tầng lớn nha. Nào xin mời quý vị và các bạn. Ở tầng lửng này thì phần cầu thang đi lên á, như những cái thiết kế thường thì vẫn mở cửa bên này nha quý vị các bạn. Chỗ này thì họ sử dụng là đá đen, đá trắng, nhưng mà không phải trắng vân mây và không phải đen kim sa, nhưng mà đen này đen Ấn Độ nha quý vị. Giá tiền là cũng ok đó. Tay vịn gỗ sồi, sơn màu này tôi thích nè quý vị. Tôi thích nha, chứ họ tôi không áp đặt đâu. Ở không gian của cái tầng trệt đó là 75 m² nha quý vị. Còn ở trên này là khoảng tầm đâu đó, trừ cái phòng khách thông tầng này ra thì sẽ còn khoảng tầm 50 m. Thường thì như quý vị, tính diện tích xây dựng á, chúng tôi sẽ trừ cái khoảng không gian thông tầng này ra, tính nó khoảng tầm đâu đó 30% cho diện tích xây dựng. Ở trên phòng thờ này thì vừa đủ nha quý vị. Nhìn cái này tôi thấy từ xa rất là đẹp nha, tôi tưởng là sơn hiệu ứng nhưng mà đây là giấy dán tường. Quý vị đừng hoài nghi về chất lượng cũng như giá tiền, tại vì một công thợ để hoàn thiện một cái cuộn giấy như vậy hơn 1 triệu. Thì chỗ này đâu đó gần một cuộn, thì nếu như chúng ta làm sơn hiệu ứng á, thì nó chênh lệch khoảng tầm vài trăm ngàn cho cái bức này, thì tùy nhu cầu thôi, nhưng mà nó đẹp là được thôi quý vị. Còn sơn á, thì nó sẽ tốn công nên là nó mắc hơn là như vậy. Còn cái này đơn giản, nó dán bằng keo. Chỗ này đây nè, cũng đi những cái len bằng nhựa là rất là đẹp đó. Nó không phải là gạch ốp vô nhưng mà cũng đẹp. Sau này mà muốn thay á, có nhiều mẫu mã lắm, hợp lý, đơn giản, nhưng mà thi công nó tiện lợi. Tay vịn gỗ sồi đơn giản, không cần chủ đề, tại vì mẫu này hiện đại mà. 55 m trên này nha quý vị, nhà là 76 rồi, cứ 75 đi, trừ 20 m ở cái khoảng phía trước, còn từ đây đổ về là khoảng tầm 55 m. Sẽ thiết kế là hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và lối ra ban công. Đẹp là đẹp chỗ này nè quý vị, tôi ấn tượng chỗ này nè. Thật sự là không xây được căn nhà này tôi rất là tiếc. Tiếc vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà khách hàng giao cũng như là ưu ái, tại vì cô chú bên nước ngoài về muốn xây căn nhà này cho con gái ở, hơi bị tiếc, nhưng thật sự rất là thích căn nhà này. Chỗ này đẹp lắm quý vị. Công trình này có một cái ban công như hồi nãy tôi nói với quý vị á, phần ban công này khá là đẹp quý vị. Thiết kế cái phần uốn vòm này nè, thật sự thợ thi công họ nhìn những cái này họ sợ lắm quý vị. Nó mất công nhiều lắm, làm nó lâu công lắm. Còn chỗ này sẽ làm bằng cái sắt thì nó đơn giản rồi, chỉ cắt và uốn thôi. Sơn hiệu ứng hết luôn, chỗ này có cái đèn. Và trên phần mái này sẽ có máy sắt trang trí. Máy sắt trang trí này nó có một cái kính cường lực để che nắng, che mưa. Nhưng mà chỗ này thì che mưa hắt cho bảo vệ cái phần hành lang này thôi. Tại vì cửa đây mở hai cánh khá lớn quý vị, nếu mà không đóng mưa tạt vẫn bình thường nha. Nhưng mà chỗ này đẹp chiêu thì nên mở lớn, mở một cánh này nó hơi nhỏ. Để một cái bộ bàn ghế ở đây cũng được.
Với cái diện tích này thì chỗ cái ban công này khoảng tầm 1.2 nhân cho 3 mét mấy đó quý vị, đâu đó khoảng 5-6 mét gì đó. Đây là một cái hành lang đi nè, thì chỗ này rất là ấn tượng tại vì chúng ta có một cái không gian riêng tư, và phía dưới này sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng ngủ. Ở đây thì khi mà phòng ngủ kết thúc thì chúng tôi sẽ đẩy cái không gian vệ sinh ở đây. Cái gam màu này dễ chịu lắm quý vị. Bằng còn một khối khổ gạch trong đây là 30-60, sử dụng hết luôn, phun trần, sen ok, được, đẹp. Những cái chất liệu hoàn thiện thì ok. Kinh phí xây dựng hoàn thiện căn nhà này quý vị, căn nhà này có một cái hệ móng rất là khủng nha quý vị, cũng không phải là ép cọc sâu đâu, mà là cái chiều cao á, từ cái mặt nền hoàn thiện xuống dưới đó đâu đó tầm 4-5 mét á, lúc mà tôi đi khảo sát tôi rất là sợ quý vị, rất là sợ. Nhưng mà cũng phải làm thôi, ở đâu cũng vậy thôi mà. Khi mà khách hàng yêu cầu thì chúng ta phải làm thôi. Và công trình này á, là công trình hoàn thiện trọn gói do một đối tác của nhà mới TV thi công nha quý vị. Chúng tôi không thi công đó. Và đây là mẫu thiết kế nhà mới TV thiết kế, thì thông tin chút nữa tôi sẽ chia sẻ. Ở phòng ngủ cuối này rộng rãi. Mới đầu tôi tưởng phần đây là phần trang trí bằng cái gì, nhưng không, nó là giấy dán tường nha quý vị. Nhiều anh chị cô bác thường hỏi tôi về giấy dán tường, thì trên thị trường bán rất nhiều. Và quý vị không phải mua về dán đâu, mà kêu cái đơn vị thi công họ sẽ dán. Họ sẽ có keo, họ lau chùi xong họ dán lên thì nó sẽ đẹp hơn, chúng ta dán nó sẽ bị nhăn nha. Phải chuyên nghiệp chút xíu. Như hồi nãy có nói thì những cái đường len ốp nhựa này nè, nó sẽ thẩm mỹ căn nhà rất là nhiều. Phòng này rộng rãi và chỗ này có cửa sổ luôn. Bên cạnh đó thì lạ hơn, thì khi thiết kế chúng tôi tính phương án cho khách hàng là mở thêm một cái giếng trời này nè. Cái chỗ này là cái phía sau cái tường này là cái giếng trời từ hồi nãy dưới bếp lên tới trên này luôn, nên thành ra là cái phòng ngủ tủ áo nó sẽ nhỏ hơn. Và đây là trong chi phí trọn gói, công trình này hoàn thiện đâu đó là khoảng tầm 1.450.000.000 trọn gói nha quý vị, xong hết hoàn thiện. Và những gì lắp đặt tại đây bao gồm chi phí thiết kế, chi phí thi công, vật tư và tất cả mọi thứ hoàn thiện nha quý vị nha. Nhà mới TV cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cũng như ủng hộ chúng tôi rất nhiều trong thời gian qua. Thật sự quý vị, một công trình chúng tôi không xây dựng mà chia sẻ không phải vì vài cái view đâu quý vị, không phải đâu, chúng tôi không tham đâu quý vị. Như vậy, chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị xây dựng cũng như nhất tất cả các công trình ở các tỉnh thành, nhưng có điều như vậy, chúng tôi không thể nào kham nổi quý vị, không tham việc đâu quý vị. Chúng tôi muốn những công trình mà chúng tôi nhận vừa đủ và tập trung cho những công trình đó hoàn thiện, ok. Và khi họ nhận được cái sản phẩm nó phải tuyệt đối đẹp và chất lượng, cũng như cái số tiền họ bỏ ra nó phù hợp và nó xứng đáng với cái đồng tiền mà họ xây căn nhà này lên. Bởi vậy cái giá trị sản phẩm của nhà mới TV không so sánh với một đơn vị nào khác nha quý vị. Có người nói cao, có người nói thấp, có người nói ok, nhưng bản thân chủ nhà là cái người hiểu rõ nhất. Ở cái video này tôi muốn chia sẻ là như vậy. Nếu như anh chị cô bác nào mà muốn xây dựng, chúng tôi xây dựng thì hãy đợi chúng tôi, hoặc có thể đăng ký trước để chúng tôi xây dựng. Tại vì một năm chúng tôi chỉ xây dựng với tầm đó công trình thôi. Khi hoàn thiện xong, chất lượng công trình bàn giao chúng tôi mới nhận tiếp là như vậy, chứ không có phải là ở đâu cũng nhận. Nên thành là có một số anh chị cô bác thường nói với tôi là cố gắng phát triển đi, chúng tôi cũng muốn lắm quý vị, nhưng mà có nhiều sự hạn chế nên hãy thông cảm. Và đây là một trong những công trình mà chúng tôi thử nghiệm như vậy quý vị, cũng nó tiến thoái lưỡng nan đó quý vị, nên là cũng coi như là thử nghiệm đi. Tại vì ở đây là một công trình một công ty khác xây dựng và chúng tôi review chia sẻ ở trên kênh Nhà Mới TV, bởi vì đây là khách hàng của chúng tôi, khách hàng của Nhà Mới TV lựa chọn và muốn Nhà Mới TV thi công, nhưng chúng tôi không thể làm được nên mới có tình trạng này xảy ra. Và khách hàng ok, mọi thứ ok, và công ty này họ thiết kế, họ xây dựng nha quý vị, xin lỗi, chúng tôi thiết kế thì họ cũng nắm trên nguyên tắc mà chúng tôi làm việc, cung cấp những cái sản phẩm cũng giống như những gì trong hợp đồng, nó đều rõ ràng nha quý vị. Ở đây không có chữ hai chữ bán thầu, không có nha quý vị. Chúng tôi rất là tâm đắc vì điều đó. Nếu như anh chị cô bác cần xây dựng, chúng tôi sẽ liên hệ một công ty đối tác để hỗ trợ. Và đây là sản phẩm đầu tay mà chúng tôi hợp tác với công ty đó để xây cho khách hàng. Chào em. Đây là Vinh nha quý vị, giám đốc của công ty gì em? Công ty của mình tên là Smartcon. Ok. Đây là một đối tác của Nhà Mới TV mới đây thôi quý vị. Chúng tôi bàn giao công trình này để cho Smartcon làm công trình này cho hoàn thiện cho khách hàng, và chúng tôi cũng đứng ra cũng như trao đổi thông tin với giữa khách hàng như công ty. Thì anh muốn em chia sẻ thêm. Xin lỗi quý vị, Vinh nhỏ tuổi hơn tôi nên thành ra là có xin hôn như vậy, và anh em cũng thân thiết với nhau. Em chia sẻ thêm về công trình này, một công trình mà Nhà Mới TV thiết kế và em thi công. Thời gian em thi công á là 3 tháng.
từ thuần thô đến hoàn thiện và nội thất luôn. Đủ rồi. Trong quá trình thi công thì tất cả cái vật liệu mà em đã chọn về hoàn thiện á là em nhập từ thành phố về hết. Tại vì thứ nhất là chất lượng tốt, thứ hai nữa là cái mấy cái sản phẩm hoàn thiện á thì ở thành phố nó ở thành phố Hồ Chí Minh á là nó đa dạng mẫu mã hơn. Đến nay mình chọn không được. Đúng rồi. Có một số sản phẩm bao nhiêu anh chị ở tỉnh hay yêu cầu chúng tôi thi công, chúng tôi đều nhập từ thành phố hoặc là Bình Dương về, Đồng Nai về. Tại vì trên này nó sẽ đa dạng về mẫu mã hơn, rồi như chất lượng sản phẩm thì ở đâu như nhận thôi, nhưng mà có điều là cái sản phẩm nó đa dạng thì thành ra nhà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và công ty là địa chỉ ở đâu? Dạ, công ty của em ở số 83 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức. À, thành phố Thủ Đức nha quý vị, khu đô thị Vạn Phúc. Trên thị trường Việt Nam chúng ta rất nhiều công ty. Nếu như thích công ty nào quý vị có thể lựa chọn. Để kiểm chứng thì tôi sẽ gặp chủ nhà, người chủ nhân đã ký hợp đồng với nhà máy TV. Sau đó thì nhà máy TV không thi công được và chuyển hợp đồng cho công ty Smart Công của em thi công. Để coi minh chứng sự làm việc cũng như là cái sản phẩm hoàn thiện như thế nào nha. Cảm ơn quý vị, bây giờ tôi sẽ trao đổi với chủ nhà chút xíu. Cảm ơn em nha. Dạ. Đây là gia chủ của căn nhà này là chị Kim Anh. Thật sự là ban đầu hai anh em trao đổi lâu ha. Rất là lâu để có làm cái phương án này quý vị. Xong rồi chúng tôi lên đây khảo sát hai lần. Nhưng mà thật sự là cũng chia sẻ luôn với em là đã nói rồi thì anh không thi công được nên là nó hơi tiếc. Thật ra là lúc đó thì mẹ cũng có đề nghị là hay là Tâm giới thiệu cho con một công ty nào đó xây dựng được giống như con thì hôm nay cái sản phẩm hoàn thiện. Em thấy ok không? Dạ, em thấy rất là ưng ý. Chắc không nha, để anh chắc. Là ở giữa đó chứ không phải là của anh đâu. Dạ chắc, tại vì khi mà nhận cái bản vẽ từ anh về cái mô phỏng của cái căn nhà với lại cái mặt tiền thì em rất là ưng ý. Ưng ý hả? Cho nên em không cần phải sửa một cái gì cả. Không sửa hả? Anh thấy cũng đâu có sửa gì nhiều đâu. Dạ đúng. Cho anh hỏi thêm là thợ thi công ổn không? Nói chung là cách họ làm việc á. Dạ, có, nói có chung là anh em rất là nhiệt tình, rất là chú đáo. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Qua đây thì cũng chúc sức khỏe đến em và gia đình. Nhà mới, chuẩn bị tân gia, nhớ mời nha. Dạ có. Thì ở đây em cũng cảm ơn anh Tâm của công ty Nhà Mới TV đã thiết kế cho em một căn nhà rất là đẹp. Cảm ơn đó, thì em cũng biết anh chỉ có qua YouTube, nhưng mà những cái sản phẩm của anh, những căn nhà của anh á là rất là bắt mắt và rất là dễ thương. Cảm ơn em. Dạ. Nếu như anh chị cô bác mà cần liên hệ thi công thì hãy liên hệ sớm, hoặc là những cô bác như này tôi có nói từ đầu video là từ khu vực Long Khánh này đổ ra đến hết tỉnh Bình Thuận. Nếu anh chị cô bác muốn thì Nhà Máy TV sẽ giới thiệu một đơn vị đối tác là đơn vị Smart Công Hà Nội thi công hỗ trợ, tại vì chúng tôi chưa có thị trường tại đó. Còn nếu như quý vị đặt sớm hơn mà ví dụ như năm nay đặt năm sau thi công thì ok, tôi sẽ làm được. Cảm ơn quý vị, chúc gia đình em thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. It's all or nothing.